cái người mà gọi là đồng hành với gì trước mà trong cái thời gian qua mà về YouTube tất cả nhà lâu nhất Hùng Lý thấy là thời điểm sau này là kênh Anh Cả là thường gọi là quay gì trước nhiều nhất. Rồi bây giờ Hùng Lý sẽ hỏi một chút về cái cảm nghĩ của gì trước về cái sự mà gọi là ra đi có một người thầy, cái gọi là một người mà theo kiểu giống như là chi kỷ với gì trước ở trên gọi là trên mạng xã hội nha cả nhà. Thì khi mà Di Chức á mà nghe Anh Cả mà đột ngột lúc như vậy á, thì cứ đó thì một cái Di Chức cái cảm xúc đó lên như thế nào? Lên liền mà buồn. Lên liền mà buồn. Lên liền hả? Lên liền là chạy nước đó. Ngày hôm qua giờ á thì có khóc không? Hả? Nói chứ là gì cái nhà cũng biết mà khi mà Di Chức mà cũng nghe tin như vậy thì mới nghĩ là nào? Cái cảm xúc mà cả nhà thì ai cũng vậy hết trơn đó, khi mà một người thân thiết với mình hàng ngày mà khi mà ra đi đột ngột như vậy thì chắc chắn là theo cái cảm xúc của người là cũng buồn, nhưng mà người mà như trước ha thì ai cũng sẽ có đến cái lúc này thôi, nhưng mà cái sự đột ngột đó cũng làm mình buồn như vậy xin ha. Anh mới vừa nói chuyện với trong buổi chiều giảm hết hay nọ trải chuyện quá mới chứ cũng số rồi nãy ai vô số chút tiêu cũng vô chút tiêu quá không canh luôn á vì sơn biết không con sợ con không dám xem là cái live stream, con nói có hai giây giấc làm chứng con rất là sợ luôn. Sáng ba mẹ con mở lại coi, con không dám coi. Con đang ngồi mà giống như là mẹ kêu là tại vì mẹ không biết cái live stream nào, tại vì khi mà tối mất á thì sáng ba mẹ mới biết, tại vì khuya rồi. Ba mẹ kêu sáng mở cái live stream lên cho ba mẹ con coi lại. Mà con ngồi con mở ra mẹ con coi mà cái khúc Anh Cả đó mà nói là trời chắc là bị đột quỵ quá. Chắc là bị tai biến quá. Cái khúc Anh Cả nói vậy đó. Cái câu đó mình cảm thấy là anh rất là tỉnh luôn đó. Cái cảm nhận rất là tỉnh, cái làm cho mình cảm thấy là bị ám ảnh cái câu nói của anh đó. Nên là nhiều người kêu Hùng Lý mở cái live stream lại đó cho coi. Thực sự là Hùng Lý chỉ mở được tour xong chứ không dám coi lại luôn. Nói thề với cả nhà. Cảm giác là rất là gọi là dùng cái từ là bị chặn lòng. Cái cảm xúc nó rất là khó tả luôn. Rồi cái cảm nhận là từ đây sắp tới thì không có ai mà để khen khô của Hùng Lý trên kênh nhiều như Anh Cả nữa. Anh Cả lúc nào cũng khen khô cũng rất là nhiều đúng không dì Sơn? Dạ. Đó thì mốt thì đã mất người một người đồng hành với dì Chức rồi. Đó thì thôi kệ đi cố lên he. Rồi mình là Anh Cả dì Chức tôi thầm Anh Cả. Có không? Không có đâu rồi chứ hay là có không nói con nghe con lâu quá con không tương tác con không biết có gì Sơn. Có anh yêu không à? Trời lạ, ơi tầm má. Có không có gì nói thì cho con nghe nha. Có nha. Rồi ok. Chứ biết mấy bữa nay á con up mấy cái clip mà con như trước là nói tương tác bên Trung Phương á. Nhìn hả nó trước lúc trước trẻ còn giống như là mới có 1 năm 2 năm thôi nha. Mà nhìn lại là thấy gì lúc trước lúc sau là thấy khác hẳn luôn. Lúc trước thấy gì trước rất là gọi là còn trẻ và thấy gọi là nhìn rất là gọi là xinh đẹp luôn mà hôm nay nhìn giống quý bà. Lúc trước là nhìn giống như hot girl. Hôm nay nhìn giống quý bà hơn á. Dạ. 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 Thì hôm nay cũng có kênh của anh Toàn Vlog là Hương Trần Vlog đã quay cho Hùng Lý để cái ngày chia sẻ về cái ngày chia buồn cùng cái ngày mà anh cảm mất trên cái kênh anh Bật Máy Hay Vlog của Hùng Lý. Thì lâu rồi thì thực sự là em cũng không có qua YouTube. Thì hôm nay cũng muốn là những người trên kênh của mình dù cái tên nhỏ nhưng mà cũng kiểu giống như là cũng biết em thường cũng hồi đó cũng giống như là cũng tương tác với Anh Cả nên là mọi người cũng muốn có một cái clip gì đó trên cái kênh em để lưu lại cái kỷ niệm sau này khi mà mình có nhớ tới một người anh có thể mình bỏ ra trên kênh của mình thì vẫn có một cái ngày là giống như là ngày tiễn của anh về nơi an nghỉ đó cả nhà. Thì cũng không biết nói gì hơn thì cùng biết đến đây chia buồn đó thì cũng mong cho Anh Cả về với đức Phật về nơi ăn nghỉ và hy vọng một cách vô chia sẻ với chị Cả, mong chị Cả sẽ gọi là một cái cú sốc này. Trước mà nói đối với Hùng Lý á là rất là xót cả nhà, tại vì hiểu là Hùng Lý đã chơi với gia đình Anh Cả và với gia đình hai trước cái lúc cái thời là Hùng Lý hoạt động YouTube, là kể cả anh Cả chưa có làm YouTube nữa
nên vì vậy là cũng có nhiều anh em có nhiều kỷ niệm lắm. Hùng Lý quý anh cả một cái điều là luôn luôn là cái gì cũng gọi là hiểu trước hiểu sau, nên là cũng luôn luôn thương Hùng Lý. Cái thời điểm mà Hùng Lý còn hoạt động trên kênh Số Sống Mới á, thì anh cả cũng nói là cũng có sự rất thích của Hùng Lý trên cái kênh của anh trong mấy thời gian trước, nên vì vậy là đi đâu anh cũng nói về Hùng Lý và kiểu dung cũng như là cho Hùng Lý một cái lời mà gọi là yêu thương. Nên là khi mà anh ra đi như vậy thì Hùng Lý cảm thấy rất là xót xa. Dạ. Thì hôm nay thì sẽ có một chút chia sẻ như vậy trên kênh của anh Toàn Vlog, giống như là kênh Ăn Vặt Đế Hay Vlog của Hùng Lý, giống như kênh anh Hương Trần. Thì mong cả nhà mình cho một cái bình luận gì đó để gọi là cầu xin cho anh cả để về nhà ăn nghỉ và được về với đất Phật nha cả nhà nha. Cùng với sư tạm biệt. Theo lời của anh Hương Trần nói là Hùng Lý hát một đoạn để tiễn anh cả, nhưng mà chắc chắn tối nay Hùng Lý sẽ gọi là chia sẻ những cái bài hát yêu thương để dành cho anh cả. Nhưng bây giờ là anh Hương Trần chỉ hát một đoạn này, đang có đông người thì rất là ngại, rất là không có nhiệt đấy cả nhà. Nhưng mà gọi là mình phải mạnh dạn lên, tại vì hôm nay là ngày cuối của một người anh của mình mà, nên là bỏ những cái ngại ngùng mắc cỡ gì đó thì Hùng Lý sẽ hát một đoạn về bài Khóc Thầm cho cả nhà nha. Tình anh đi rồi, em về giặc lạnh điều hiu. Ngoài trời trăng tỏ, mà sao ước đôi tay mình vẫn anh cô còn càng lạnh hiên. Nhớ anh nhớ từng làn hơi thở, giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chuyện cả đời nhau. Em thương anh từ đây cách biệt luôn, đường xa gió lạnh mưa nhiều, và đời em đắng cay trăm chiều. Nhà một chút khác nhỏ là mình cái gì đó. Xin cảm ơn cả nhà mình nhiều nha cả nhà nha. Bảo những ngày lên cũ của anh cả thì em nghĩ là chắc hôm nay em nói thì là tấm hình anh cười rất là tươi luôn á cả nhà. À đừng có nhiều tấm hình để cảm thấy rất là nhiều, tại vì trong đây cách đây mấy ngày không có xa thì anh em còn chuẩn bị gọi là dự tính là đi Vũng Tàu rồi, còn biết chưa có chính bản thân mình á, chưa có được làm một cái clip đó để có nhiều view thôi trên kênh anh, vì anh có nhiều kia view dùm mình biết thôi, không biết giờ gì trước thôi, thì chuẩn bị dự tính sẵn là đi Vũng Tàu chuyến này sẽ em thôi theo nè tới nhà, rồi để gọi là sẵn anh sẽ làm cái clip về Hùng Lý luôn. Thì đúng mà đi không bất là tối nay nè Hùng Lý sẽ ngủ trên quận tư, ngày mai là bắt đầu rồi 5 giờ sáng là anh em đi. Thì là cũng biết nói gì hơn, thì đứng ở đây thì em hy vọng là anh sẽ nghe được những gì em nói, là anh đừng có nói tiếp thì nói hết á, những gì mà em nghĩ là mọi người thương anh á đã dành tình cảm cho anh. Vậy em nghĩ là con khi mà chị cả ở lại á, chắc chắn là con anh sẽ thay anh để chăm sóc cho chị cả. Thì em nghĩ là sống mà thì ai cũng sẽ có cái lúc này thôi. Thì bây giờ là hôm nay là anh không còn đang ở Hồng Trần nữa, thì em cũng hy vọng là anh sẽ an nghỉ, không còn liên tiếp bất cứ cái điều gì ở trên cái cõi đời này nữa, và an nghỉ nha anh nha. Mong anh sẽ về với Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Phần trăm mà 6 triệu đó má. Trời ơi 56 triệu đi ba. Bây giờ đêm đi ba mười mấy triệu hả? Đêm nay là đêm cuối của anh cả nha, anh Hưng với anh Tuấn Nguyễn. Với anh Bảo, với vợ anh Bảo là bốn người đang nói về những cái quá khứ nha. Gọi nhiều cái với anh Hưng. Đúng rồi, được Hưng mua lần cái gửi đó anh. Anh phải mua cái gửi, tại không có nào Hưng nó mới nó chập điện.
Thôi bây giờ tới tấm lại là khổ có ba trên bán thùng tiger rồi. Hết rồi đó. Tao tao em hoài. Tao biết là tao kêu. Cái này tao đem xuống nè, tao đem từ quận 8 xuống đó. Kêu bé hai mua giùm vô đây trả tiền. Giờ gọi giùm á, cần cái bưng vô đem vô. Sao lâu đó thấy chưa? Nó quá vậy là hết rồi nha. Anh đừng có báo cáo trên mạng gì nữa nha. Không được đó mình làm. Cái này trả anh Tuấn Nguyễn còn trả bên anh Bảo chị. Đúng rồi, cái này là trả anh cả. Tụi má tao uống thuốc chưa, tao phải uống đó nha. Uống thuốc rồi đó. Uống thuốc đúng không? Xây lo cho bệnh lắc dập cái chắc chết. Bỏ là quậy tới nóng luôn rồi. Cho anh thấy sợ. Ờ đó bữa anh trả đôi uống cây chài nè. Cái chắc xỉu. Hôm bữa tối chắc người ta không phải nhỏ. Chắc sau 10 giờ là nói chung ta cũng phải giảm lại. Ừ. Đó mà ta kiểu như là người ta thông cảm. Chăn chiếu vậy? Không có.